Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bạn đã đến với kênh Alo Chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 22 của một bộ truyện rất hay và thú vị gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Bộ truyện đó có tên là Gai Ta. Chẹt, cái gì? Trời, Kojiro, ngươi điên rồi sao? Kojiro, con quỷ cuối cùng. Huỵch, học, he he, ta đã phải rình mãi, giờ mới có cơ hội ra tay. Ôi, Kojiro, ngươi dám phản bội bạn bè hả? Bạn bè ư? Thật nực cười. Ư, đồ phản bội, xẹt, vụt vụt vụt. Nhai ba, ui da, không xong rồi, vết chém sâu quá. He he he, ai thèm làm bạn với các ngươi chứ? Cái gì? Chủ nhân của ta chính là Đại Vương Onimaru. Lũ yếu hèn như các ngươi đâu xứng đáng để ta coi là bạn. Chú Kojiro, ngươi mất trí thật rồi. Không, sư phụ, điểm phong ấn cuối cùng không được rời bỏ nó. Hay hay ya, hả, hắn làm gì vậy? Hay ya, xèo, hay trời, tảng băng bảo vệ phong ấn đang tan chảy ra. Sao bỗng nhiên công lực của Kojiro lại thâm hậu thế nhỉ? Ya ya, xẹt xẹt xẹt, phong ấn sắp bị gỡ bỏ rồi kìa. Kojiro, ngươi có biết mình đang làm gì không? Hay ya, chú Kojiro, vụt vụt vụt, soạt. Sasaki Kojiro có mặt. Hai chú Kojiro lận vù. Trang, hử, thảo nào, kiếm của tên này đâu có dài ra được. Hử, trang. Ốp ốp bụt. Các bạn, kịch, xin lỗi đã tới trễ. Các ngươi tìm được đến đây là giỏi đấy, nhờ có kèn kèn trọc dẫn đường mà. Hắn cả trang tài tình thật, mọi người nhầm lẫn cũng phải thôi. Nhưng hắn có tài cỡ mấy cũng làm sao cho giống hệt với Kojiro xịn này được. Một kiếm sĩ đẹp trai hào hoa khiến bao trái tim thiếu nữ phải xao động. Phải rồi, cái bản mặt lưỡi cày mẻ của ngươi kể cũng khó trộn lẫn vào đâu được. Phải đấy, tên giả mạo kia mau hiện nguyên hình. He he he, ta là thuộc hạ của Đại Vương Onimaru, tên ta là Plasma. Xoẹt, quỷ ánh sáng Plasma. Chưa xíu nữa, khi đại nhân mở điểm phong ấn cuối cùng này ra thì bọn mi sẽ chết không còn một móng. Vì vậy bọn mi không việc gì phải đòi về coi âm ti cho sớm. Chiêu vật á, chuyện gì vậy? Hắn nhanh quá, y như một tia trước vậy. Xéo, ôm ôm, keng, nhai ba. Ngươi nhìn ra hắn ư? Vâng, còn nhìn thấy được, cậu không sao ư? Sau tên này còn phải hạ Onimaru nữa cơ mà, làm sao tớ gục ngã dễ dàng thế được. Khá lắm, quả không hổ danh kiếm sĩ truyền thuyết. Nhưng giữa truyền thuyết và hiện thực khác nhau khá xa đấy. Xoẹt xoẹt. Hả, sao thế này? Tên thích khách ánh sáng núi đá sao lại biến thành đường phố? Thế này là thế nào? He he he, người quên ta là quỷ ánh sáng à? Ta có thể lợi dụng sự khúc xạ của ánh sáng để tạo ra tất cả. Cái gì? Không những thế, ta còn điều khiển được chúng theo ý mình. Cách ối, quỳnh, hích, xoẹt. A, nhai ba, hự, đường phố lại biến thành núi đá rồi. Ảo ảnh, không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo ư? Các ngươi kém cỏi quá. Hay, nha. Rào rào rào, á, lần này lại đến thác nước. Thế nào, đã sợ ta chưa? Hừ, tên khốn, đừng hòng lừa ta. Xẹt, hả? Á, chai ba, phập. Hừ, lại trở về núi đá rồi. Đồ ngốc, ngươi quên là mình đang đứng trên vách đá treo leo sao? Chết tiệt, hay, xẹt. Tuyết, hả? Âm mầm, tuyết lở. Đừng để bị ảo giác đánh lừa. Những cảnh này không phải là thật. Đúng rồi, phải dùng tâm nhãn, có vậy mới mong xác định được hình thể của hắn. Xoẹt, bịch, không có hình thể. Đúng vậy, ta là tập hợp của vô vàn tia sáng, mà ánh sáng thì làm gì có hình thể. Đúng rồi, hắn hấp thụ ánh sáng mặt trời. Ta vừa là thực vừa là ảo, hiểu chưa? Chuẩn bị nếm mùi đau khổ nè. Ào, oái, á. Hỡi gió lốc, hỡi sấm sét, hãy mau đưa mây đen đến bên ta. Xoẹt, u, hả, ào. Cứu, cứu tôi với. Á, ủa, sóng biển đâu rồi?
Mây đen đã vây kín bầu trời, ảo ảnh cũng biến mất. Hừ, sao trào ảo thuật rẻ tiền của ngươi xài hết được rồi hả? Dùng mây đen che khuất mặt trời, ý tưởng thông minh đấy, nhưng gọi sấm chớp đến thì lại là quá tệ. Cái gì? Ngươi không hiểu sao, ta có thể hấp thụ ánh sáng để tạo thành năng lượng, mà năng lượng của sấm chớp thì mạnh gấp 50.000 lần năng lượng ánh sáng mặt trời. Xoẹt, keng, hay ya, thực, quỳnh, bùm bùm bùm. Nhai ba, giỏi lắm, cũng nghĩ tới chuyện dùng kiếm phản chiếu ánh sáng cơ đấy. Nhưng ngươi đã tiêu hao quá nhiều sức lực rồi, không còn khả năng làm được điều ấy đâu. Mi, ha ha ha, vô ích thôi, kiếm của các ngươi đối với ta chẳng khác nào mấy thanh gỗ mục. Cái gì? Các ngươi không phải đối thủ của ta, ta chỉ cần tiêu diệt một mình tên nhai ba kia mà thôi. Còn điều gì chăn chối nữa không? Đây sẽ là đòn quyết định. Chết nè, rẹt, hay ya, keng keng keng. Các bạn, kiếm là linh hồn của kiếm sĩ, làm sao chúng ta có thể ngồi yên mà nhìn? Một khi linh hồn của mình bị giễu cợt, tiến lên, rẹt rẹt, không. Quái vật sống lại, không, á, xèo, hay ya, vút, rẹt, vụt vụt, chiêu, rẹt, hịch tịch bục, học 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 học, hay hừ, nhai. Hắn định làm gì vậy? Rẹt rẹt rẹt, đừng, nhai ba. Uỳnh, a, keng, rẹt, ào, ào, tảng băng bảo vệ phong ấn đã bị phá nát rồi, kịch, nhai ba, ôi. Tuy Brahma đã bị tiêu diệt, nhưng có thể nói hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhai ba, ui nha, hừ, ngươi, ối, he he he, a, hãy xem đồng bọn của ngươi nằm la liệt kia kìa. Ngươi cũng vậy, ngươi cũng mất hết lũ thuộc hạ rồi. Đồ ngu, bốp, ta chỉ cần con quái vật nằm dưới điểm phong ấn cuối cùng kia làm thuộc hạ mà thôi. Không, không được, bịch, không được, Onimaru, tập. Hỡi quái vật ngủ say trong bóng tối ngàn năm, đã tới giờ thức tỉnh. Hãy mau rời bỏ lòng đất tăm tối để cùng ta làm bá chủ thế giới tươi đẹp này. Không, hãy hồi sinh, rẹt, 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 xì, ầm, mầm, mầm. Ủa, chuyện gì thế nhỉ? Xoạt, xoạt, oái, ào, rào, rào, ầm, mầm, ầm, mầm, mầm. Á, à, bắt đầu rồi đấy, kên chọc, cóc, bập, 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 bịch, Kojiro. Á, à, Kojiro, ôi, hích, đại vương ơi, he, 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 trời. Nhìn kìa, uỳnh uỳnh uỳnh, rạt, ngày tận thế, uỳnh uỳnh uỳnh, á, ầm ầm, Kojiro, ôm ôm, sư bê, công văn, gao ga, không được, nặng quá rồi, cứ thế này thì tất cả chúng ta sẽ bị rơi xuống đó mất, kèn chọc, bay lên đi, nhưng còn các bạn ấy, nhanh lên, cắt, mọi người, không, một lũ ngốc cố gắng cứu nhau lúc này cũng vô ích. Đằng nào thì lát nữa thôi, tất cả sẽ biến thành con mồi cho quái vật của ta mà thôi. Rẹt, sóng dữ dội quá, nhìn thấy vịnh Tokyo ngay trước mắt rồi mà không vào được. Tiếng động gì thế nhỉ? Hả? Trời ơi! Uỳnh uỳnh rình rình, cơ trưởng, không thể liên lạc được với phi trường Narita. Cái gì? Nói đúng hơn là chúng ta không thể liên lạc với bất kỳ phi trường nào cả. Sao có thể như vậy? Hả? Phía trước là cái gì thế kia? Ầm mầm mầm, rào rào. Một con rồng, ầm mầm. Ha ha ha. Trải qua mấy chục ngàn năm, con quái vật này mới từ cõi tăm tối sống lại. Hãy theo ta, ngươi sẽ được thỏa sức tung hoành. Hãy dùng lửa địa ngục thiêu sạch cả thế giới. Rào, rẹt. Khủng khiếp quá, nó hủy diệt 5-6 đảo liền một lúc. Đồ quái vật, không được, nhai ba, cậu đang bị thương nặng cơ mà. Đừng nói nữa, tớ phải chặn nó lại. Hay ra, rẹt, rẹt. Không, không xong rồi, nó lớn quá. Hừ, thằng nhãi con, ngươi vẫn còn ngoan cố, muốn chống lại ta sao? Xoẹt, rẹt, nhai ba, rầm, xoẹt, nhai ba. Ôi, mình hết cử động được rồi. Hãy cho chúng vĩnh viễn biến khỏi thế giới này. Rẹt, uỳnh, uỳnh, rào rào, xèo xèo. Hừ, kiếm sĩ truyền thuyết rốt cục cũng tan theo bọt biển mà thôi. Nhưng dù sao, ngươi cũng phải cảm ơn ta, vì ta đã cho ngươi được gửi tấm thân tàn chính tại nơi ngươi được sinh ra.
Mình không còn chút sức lực nào cả. Cảm giác này là thế nào? Dễ chịu quá. Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Thảm bại rồi ư? Giai ba? Ai? Ai thế? Thôi chết, sao không thấy cậu ấy cựa quậy? Yên tâm đi, tim vẫn còn đập mà. Sức sống của anh chàng này mãnh liệt thật, chắc sẽ không sao đâu. Giọng nói nghe quen quá. Giai ba, mở mắt ra đi. Sayaka, Sayaka. Hả? Xẹt xẹt. Sự chọn lựa của Sayaka. Ông là thủ lĩnh của người trong lòng đất. Cậu ấy tỉnh lại rồi, Giai ba. Ồ, sao tôi lại ở đây? Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Trong tình huống nguy kịch ấy, chúng ta sắp sửa bị tiêu diệt đến nơi, thì những người này đã kéo đất sụp xuống. Họ đã cho ta một chỗ trú ẩn an toàn. Chúng tôi chỉ trả ơn cậu mà thôi. Hiện giờ Onimaru đang ở đâu? Ở phía bắc. Có lẽ hắn hướng về lục địa phía đông bắc. Đông bắc, vậy là hắn tới nước Mỹ. Ào ào ào, uỳnh uỳnh. Hãy nghiền nát các lục địa, biến đại dương thành biển máu cho ta. Đốt sạch, phá sạch cho ta. Ta sẽ xây dựng một đế chế mới, đế chế vĩ đại của Onimaru. Hắn tàn bạo quá, không có cách gì ngăn hắn lại sao? Tên quỷ vương này. Các bạn có nền khoa học công nghệ hiện đại như vậy, lẽ nào lại chịu bó tay? Rất tiếc là như vậy. Con quái vật khổng lồ đó quá mạnh, dù có dùng tất cả các kim tự tháp đen để đối phó cũng không ăn thua. Hừm, ngày tận thế đã tới rồi. Ui da, Giai ba, tạm thời cậu ấy chưa cử động được, nhưng sẽ lành ngay thôi. Quả như lời Long Thần đã nói, phải dùng Bá Vương kiếm tiêu diệt Onimaru trước khi quái vật sống lại. Sao? Bá Vương kiếm? Đây chính là Thanh Thần kiếm đã đánh lũ quái vật thời Thái Cổ ư? Ông cũng biết chuyện đó à? Đây là truyền thuyết từ thời sửa thời xưa. Các chư thần đã chọn ra một vị dũng sĩ, anh ta mang Thanh Bá Vương kiếm chém gãy sừng quái vật, rồi giam con quái vật dưới lòng đất đen mãi mãi. Đúng rồi, con quái vật ấy chính là con rồng mà Onimaru đã đánh thức hồi nãy đấy. Sao? Chỉ cần chém gãy sừng nó, thế là xong. Quái vật trong truyền thuyết to khoảng vài trăm mét là cùng, hả? Cho nên khi đó, dũng sĩ thắng, chứ lần này thì e là... Phải rồi, Long Thần đã từng báo trước rằng quái vật hồi sinh sẽ thay đổi hình dạng và khủng khiếp hơn nhiều. Cho nên lần này Bá Vương kiếm chưa chắc đã đủ uy lực đối phó. Không thể như thế được. Chuyện gì thế? Onimaru đã đến rồi sao? Không, không phải hắn. Thế trận động đất này là do một con quái vật khác gây nên. Con quái vật mà các vị đã từng chôn vùi trong lòng địa cầu. Ông muốn nói có lẽ nào? Đúng vậy, Thỏ Ngọc công chúa. Lũ khốn kiếp, thả ta ra. Rồi các ngươi sẽ biết tay ta. Chuyện gì thế này? Thỏ Ngọc vẫn còn sống ư? Sau bao cuộc tấn công của chúng tôi và Onimaru, trái đất đã bị thương tổn quá nặng. Khi thấy Long Thần xuất hiện, ta cũng đã hồ nghi rằng Long Thần hồi sinh là Thỏ Ngọc cũng sẽ hồi sinh. Đúng, đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu Thỏ Ngọc và Onimaru quyết đấu với nhau, địa cầu sẽ trở thành bãi chiến trường. Hành tinh tươi đẹp của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Chả lẽ không còn cách gì cứu vãn nữa sao? Không, còn có cách chứ, Giai ba. Chính con sẽ cứu nguy cho địa cầu. Con sẽ giải quyết con rồng ấy. Chỉ cần dùng Bá Vương kiếm chặt đứt sừng nó trước khi Thỏ Ngọc sống dậy là xong. Đồ ngốc, thanh kiếm đó bây giờ chả làm nên trò trống gì đâu. Nhưng con vẫn chưa phát huy hết uy lực của nó. Thế người quên, ngoài quái vật còn có Onimaru nữa à? Người thử nghĩ xem giờ làm thế nào để tiếp cận được con rồng. Chỉ sợ chưa đến nơi đã bị nó nướng chín rồi ấy chứ. Đương nhiên là con phải mượn khoa học kỹ thuật tiến bộ ở đây rồi. Có được không? Đáng tiếc là chúng tôi chưa làm nổi điều đó. Địch nổi bây giờ chỉ có Thỏ Ngọc công chúa. Muốn tiếp cận con rồng hả? Thì chỉ có một cách. Chỉ cần cho Thỏ Ngọc công chúa nhập vào người tôi là được. Sao? Thỏ Ngọc chỉ có thể nhập vào xác của những ai mang trong mình dòng máu rồng. Trước đây bà ta cũng từng hợp thể với Long công chúa còn gì. Sayaka, nhưng như thế thì cháu sẽ... Nhưng chúng ta cần phải mượn sức của Thỏ Ngọc. Chỉ cần ý chí của cháu vững vàng thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Thế nào, các ông có làm cho Thỏ Ngọc nhập vào người tôi được không? Việc ấy không khó lắm. Không thể được.
cậu không thắng nổi Thỏ Ngọc đâu, không chừng còn bị mụ ta cướp mất thân xác ấy chứ. Nhưng nếu tớ không thử thì làm sao biết được. Vậy cậu tính cách nào để đến gần con rồng đây hả? Không khiến cậu phải lo, tớ sẽ nhờ Kiền Kiền chọc giúp. Cứ ở đây đợi tớ về. Yên tâm đi Sayaka, tớ không chết đâu mà sợ. Nhưng Kiền Kiền chọc có đủ sức giúp ngươi không? Gì mà không được nhỉ? Lần nào cũng vậy, mọi người đều coi tớ như là hành lý mang theo. Chú Kojiro, anh Chube, ba má, tất cả đều bị con rồng nuốt chửng. Tớ làm sao mà ở lại đây để chờ với đợi. Nhai ba, hãy cho tớ cùng chiến đấu với cậu. Thưa thủ lĩnh, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế nào, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Được, cứ làm như vậy đi Sayaka. Cậu không được phép thua Thỏ Ngọc đâu đấy. Ừ. Phát xạ đường đi. Bây giờ tôi sẽ khoét một lỗ trên bức tường dẫn đến chỗ Thỏ Ngọc bị giam giữ. Năng lượng sống của bà ta sẽ bay ra và nhập vào cơ thể Sayaka. Thân xác của cô ấy có bị Thỏ Ngọc cướp mất hay không? Đây chính là giây phút quyết định. Sayaka, cô sẵn sàng rồi chứ? Rồi, Sayaka. Chiêu chiêu xẹt. Thỏ Ngọc công chúa, đây sẽ là một cuộc quyết đấu giữa ý chí của tôi và bà, để xem trong hai ta ai sẽ chiến thắng. Rẹt. Trời, kịch phịch. Sayaka. Thỏ Ngọc hồi sinh. Sayaka, ngươi gọi ta đấy à? Ha ha ha. Sayaka là kẻ nào vậy? Hả? Cái gì? Người đang đứng trước mặt ngươi đây chính là nữ hoàng mặt trăng, Thỏ Ngọc công chúa. Thôi rồi, ý chí của Sayaka đã thua, thân xác cô bé đã bị Thỏ Ngọc cướp mất. Đúng là chúng ta đã quá bất cẩn, làm sao có thể dựa vào Thỏ Ngọc để diệt trừ quái vật được. Chính ngươi đã giam ta vào trong lòng đất, giờ thì ta sẽ tính sổ với ngươi. Trước tiên ta sẽ xé nát thân xác con bé này để thoát ra ngoài, hồi phục lại hình dạng cũ. Sau đó ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Thỏ Ngọc công chúa, bà không làm vậy được đâu. Tôi sẽ không để mọi chuyện xảy ra theo mong muốn của bà. Cái gì? Sayaka, cũng giống như ngày xưa, bà không thể thoát ra khỏi thân thể của Long công chúa. Hừ, thì ra ý chí của Sayaka vẫn tồn tại. Thỏ Ngọc đã không nuốt chửng được cô bé. Mi, nếu không tin, bà cứ việc thử coi. Tôi sẽ chặn bà lại bằng tất cả sức mạnh. Mi, im miệng đi. Rẹp, bùm, bùm. Hừ, ý chí non nớt của Mi chưa đủ sức ngăn cản ta đâu. Chỉ cần một chiêu này thôi, lũ sâu bọ chúng bay sẽ bị tiêu diệt hết. Thỏ Ngọc, không được làm bậy. He he he, có giỏi thì cứ ra tay đi. Thân xác này là của bạn gái ngươi đấy. Quỳnh, chuyện gì vậy? Bẩm thủ lĩnh, hình như con quái vật của Onimaru bắt đầu tỉnh lại. Nó có cái đầu khổng lồ đỏ rực, nhìn khủng khiếp lắm. Thật sao? Hừ, Onimaru. Rang. Ha ha ha, nghiền nát, đập vụn, thiêu cháy tất cả đi. Hãy biến mặt đất thành hoang mạc, đá sỏi, bầu trời thành màn khói đen mịt mùng. Bọn người trái đất kia, hãy quỳ xuống trước mặt Onimaru ta mà xin tha mạng. Báo cáo, khu vực 138 phía nam ngập nước, khu vực 432 phía nam không còn điều khiển được nữa. Cứ thế này thì nước biển sẽ dâng tràn, nhấn chìm hết mọi thứ. Tên tiểu quỷ đáng ghét, dám hủy hoại tinh cầu của ta à? Chết tiệt, dám mà có cách nào dùng bá vương kiếm chặn gãy sừng con rồng đó nhỉ? Cứ để nó hoành hành thế này thì địa cầu nguy mất. Đã đến nước này thì tập trung toàn bộ kim tự tháp đen tấn công thẳng vào con rồng đó. Nhưng nếu làm vậy thì địa cầu sẽ... Không còn cách nào khác, chẳng lẽ cứ đứng trơ mắt ra mà nhìn? Tên khốn, ngươi mà dám phá hoại hành tinh tươi đẹp này, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay. Nhưng nếu không làm vậy, hay là công chúa ra tay trừ khử con rồng đó đi. Vớ vẩn, bị giam trong cái thân xác nhỏ nhoi này thì làm sao ta giết quái vật được. Vậy là bà mặc cho nó muốn làm gì thì làm à? Hừ, bọc. Hả? Ngươi tên là Yai Ba phải không? Kìa, sứ mạng của tôi là tiêu diệt con quái vật ấy. Rẹt, bùm, Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc, ba, đừng vội tưởng bở, ta làm thế này không phải vì các ngươi đâu. Nếu cứ để mặc con rồng đó tắc oai tắc quái thì chẳng mấy chốc địa cầu sẽ trở thành một hành tinh chết giống như mặt trăng vậy. Mà ta lại muốn trái đất này mãi mãi được xanh tươi. Vậy kế hoạch của bà thế nào? Chúng ta sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt con rồng. Để trước khi chúng kịp phát hiện ra thì ngươi đã kịp ra tay, chặt đứt sừng con quái vật.
rồi sau đó ta với ngươi sẽ lại quyết đấu với nhau. Rào. Rẹt. Giai ba. Mặc kệ Onimaru, ngươi phải nhắm trúng sừng rồng đấy nhé. Được rồi. Hay. Rẹt. Hả? Chuyện gì thế này? Trời, con quái vật đã chia làm 8 cái đầu. Không, không lẽ nào là... Đúng vậy, chính là con quái vật trong truyền thuyết. Con rồng 8 đầu. Thằng nhãi Yai Ba kia, chuẩn bị làm mồi cho rồng 8 đầu của ta nhé. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Không xong rồi, khó tiếp cận nó quá. A, à, thọ ngọc. Hả? Véo, bịch, ái chà, cái thân xác này yếu đuối quá. Ghét, ối, thọ ngọc, đằng sau kìa. Phần việc còn lại của ngươi là Yai Ba, không được phép thất bại đâu đấy. Rào, phập, không, Sayaka, Sayaka. Hy vọng cuối cùng. Phần việc còn lại của ngươi là Yai Ba, không được phép thất bại đâu đấy. Không, Sayaka. Rào, tội nghiệp, con quái vật nuốt mất cô gái rồi. Sayaka, con rồng 8 đầu, con quái vật khủng khiếp đã sống lại. Chính là con quái vật bị phong ấn đấy ư? Phải, chắc có lẽ các ngươi đã nghe truyền thuyết đó rồi. Theo truyền thuyết thì đó là một con rắn khổng lồ có đến 8 cái đầu, cực kỳ hung dữ. Nó đã phá hủy toàn bộ thế giới bằng sức mạnh khủng khiếp. Nhưng truyền thuyết nói rằng nó đã bị, đúng, nó đã bị hạ ngục bởi người nắm trong tay Bá Vương Kiếm. Em trai của Thiên Chiếu Đại Ngự Thần đã dùng Bá Vương Kiếm tiêu diệt nó, rồi giam giữ nó trong lòng đất đen. Nhưng nó chỉ nằm yên trong lòng đất, rồi hút năng lượng lòng đất này suốt mấy vạn năm để trở thành một thân xác khổng lồ, làm biến dạng cả đảo quốc Nhật Bản. Biến dạng nước Nhật ư? Lẽ ra các ông phải sớm nhận thấy điều đó chứ. Hình dạng nước Nhật xưa kia đâu có như ngày nay. Onimaru đánh thức con quái vật ấy sao? Nếu không nhanh chóng hạ gục nó thì địa cầu sẽ bị tiêu diệt. Nhưng vị anh hùng ngày xưa đâu còn. Thỏ Ngọc Công Chúa đã bị giam trong thân xác cô bé ấy. Giờ chỉ còn biết hy vọng vào Bá Vương Kiếm và Yai Ba của chúng ta. Rẹt, rẹt. Bùm, uỳnh. Đồ ngốc, Sayaka, cậu đã thấy chưa? Bởi vậy tớ mới bảo hãy để nó cho tớ. Tớ đã bảo cậu rồi mà. Ha ha ha, Onimaru. Nhìn xem biển lửa mà quái vật của ta đã tạo ra. Tất cả đã quá trễ. Ngươi không ngăn được sự hủy diệt nữa rồi. He he he, ta cũng hy vọng con bé ấy nhìn thấy quang cảnh tuyệt đẹp này. Cái con bé mà ngươi vô cùng thương mến ấy. Ngươi, ngươi, đồ đê tiện. Rẹt, rẹt, rẹt. Hử, sao thế? Ngươi định bắn chim đấy à? Khốn kiếp, im đi. Đồ ngốc. Bình tĩnh lại đi, Yai Ba. Phải biết kìm nén cơn giận dữ. Ngươi đánh lung tung như thế làm sao chúng Onimaru? Sayaka, Sayaka, Sayaka. Cậu ta hoàn toàn mất tự chủ rồi. Cứ thế này mãi thì chỉ tổ tiêu hao sinh lực mà thôi. Sayaka. Hử, giận quá, mất khôn rồi hả? Vậy thì coi như ngươi thua rồi. Xem đây, xoẹt, bùm, rẹt, học học học, bùm, xoẹt, oái, rẹt, vèo vèo, phập, ủ. Rạt, ủ. Chết tiệt. Hả? Chết tiệt, trận chiến. Hả? Chết tiệt, trận quyết chiến của chúng ta đến đây là chấm dứt. Chỗ của ngươi từ nay là địa ngục. Wow, hả? Sao thế này? Phì, bắc. Con quái vật bất động rồi. Thế là sao? Nhai ba, tiếng của ai vậy? Thỏ Ngọc Công Chúa. Ta vừa làm cho tim của con quái vật ngừng đập. Vậy là bà ta cố tình chui vào thân thể nó. Đúng, nhưng ta chỉ có thể khống chế nó trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ thôi. Ngươi phải nhân cơ hội này mà tiêu diệt Onimaru, rồi sau đó chém gãy sừng quái vật. Ngươi có làm được không? Được, chuyện nhỏ mà, cứ tin ở tôi. Bụt, hử, giờ thì ta với ngươi có thể nói chuyện phải trái được rồi. Nào, Onimaru, uy lực của Ma Vương Kiếm. Mãng xà 8 đầu, con quái vật đang nằm bất động kìa. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Ào 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 ào. Yai Ba, đây là cơ hội duy nhất để ngươi tiêu diệt Onimaru, rồi sau đó chặt gãy sừng con quái vật. Đáng lẽ ta có thể cầm cự được lâu hơn, nhưng vì cái thân xác này quá yếu đuối, không thể chịu đựng quá 5 tiếng đồng hồ được. Hãy nhớ là ngươi phải hành động thật nhanh trước khi con bé này mệt quá mà bất tỉnh. Được rồi, thì ra là vậy, mụ thỏ ngọc.
đã nhập xác với con bé đó, phải không? Xẹt, ta đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, Onimaru. Hừ, nhóc con, hôm nay ngươi sẽ phải chết. Đừng lớn lối, chưa biết ai chết đâu. Với bá vương kiếm đệ nhất thiên hạ, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Vụt, rẹt, bột, phút, rẹt, xẹt, hay ya. Giai ba biến đâu mất rồi? Nhanh quá, không kịp nhìn ra nữa. Bục 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 bút. Ủa, hắn đâu rồi? Hừ, vậy mà cũng xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Xem ta đây, xẹt, hấp. Hừ, chiêu đó cũng thường thôi. Ma vương kiếm của ngươi chẳng làm gì được ta đâu. Vậy sao, suy nghĩ của ngươi nông cạn quá đấy. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh hủy diệt của ma vương kiếm. Hả, tam nhật nguyệt, lẽ nào? Hãy xem, ma vương tam nhật nguyệt kiếm của Onimaru đây. Xoẹt, xoẹt, hay. Xoẹt, xoẹt, rẹt, rẹt, xoẹt. Uỳnh, trời. Một cái đầu con quái vật nổ tung rồi. Sức công phá ghê gớm quá. Không, không phải là tam nhật nguyệt kiếm mình từng thấy. Nó khác cả về hình dáng lẫn uy lực. Thế nào, sợ rồi hả? Vừa rồi mới chỉ là đánh chơi thôi đấy. Ta mà dùng hết sức thì chỉ một chiêu là cả hành tinh này nổ tung. Sao? Tên ma vương này, có thể nói hắn đã khai thác triệt để nguồn sức mạnh của ma vương kiếm do ta sáng tạo. Giai ba, hãy nghe ta. Thỏ ngọc, ngươi hãy thừa cơ chém gãy sừng quái vật đi. Một mình ngươi không thắng nổi Onimaru đâu. Giết quái vật xong, ta và ngươi sẽ cùng hợp lực tiêu diệt hắn. Chém gãy sừng quái vật trước. Mau làm như ta bảo đi. Thỏ ngọc công chúa, xin lỗi bà, tôi muốn tự tay đánh bại Onimaru. Vậy nên xin bà hãy chịu khó chờ chút nữa. Đồ gan dở. Ý chí của một kiếm sĩ không cho phép tôi lùi bước. Khá lắm nhóc, rất có khí phách. Nhưng cơ hội để chém gãy sừng quái vật thì ngươi không bao giờ có đâu. Hắn sắp sử dụng tam nhật nguyệt kiếm, đừng hỏng. Vút vút, vòi rồng chạm. Xì, định lấy chiêu này ra hù ta hả? Xoạt, ào. Ủa, ngươi sao vậy? Không tấn công à? Vậy đừng trách ta không lịch sự nhé. Rạt, ào ào. Hả? Keng. Thế nào, Onimaru? Ở cự ly gần thế này, ta đố ngươi dùng tam nhật nguyệt kiếm đấy. Hừ, càng lúc ngươi càng làm ta cảm thấy thú vị. Lời dạy của cha. Hay ya. Keng keng keng. Bạch. Đỡ này, oái. Thế nào, Onimaru? Ở cự ly này thì hết xài tam nhật nguyệt kiếm nữa nhé. Hừ, cũng biết động não rồi cơ đấy. Nhưng nói cho ngươi hay, dù ở bất kỳ cự ly nào, ta cũng ra chiêu được. Hả? Úi, hay, chiêu, hự, xẹt. Thôi chết rồi, a ha ha, ngươi, đừng hòng ra chiêu, đồ ngốc. Mấy cái trò cũ rích này, chẳng ăn nhầm gì so với kiếm của ta đâu. Ôi, rẹt, he he, né đòn giỏi đấy. Nhưng cứ với diễn biến thế này, thì ngươi cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa đâu. Hay, hấp, còn nữa nè, rẹt, khỉ thật. Nó biết đuổi theo mình. Được, đã vậy thì vù. Trả lại ngươi nè, Onimaru. Kịch, vút, xẹt. Kiếm khí xuyên qua người hắn. Thế là sao? Ha ha, đấy là do ma vương kiếm đã hấp thu cái ác trong ta để chuyển hóa thành sức mạnh. Năng lượng của thanh kiếm cũng là năng lượng của chính ta. Vì vậy, đối với ta, nó là vô hại. Ngươi làm sao hiểu được ta và ma vương kiếm đã hợp thành một thể thống nhất rồi. Một thể thống nhất. Đúng rồi, Long Thần chẳng đã căn dặn mình và bá vương kiếm phải hòa quyện làm một đó sao? Hay, úi, á, chết tiệt. Bây giờ ngươi chỉ còn thiếu thời cơ để phóng xuất uy lực. Ngươi vẫn chưa phát huy được uy lực của bá vương kiếm. Vậy thì bây giờ tôi phải làm thế nào? Không ổn rồi, Giai Ba đang tấn công nhưng chiêu thức chậm lại hẳn. Giai Ba có dấu hiệu xuống sức rồi chăng? Bình tĩnh đi, đừng nóng vội. Nếu đánh đằng trước không xong thì thử lẹt ra sau lưng hắn xem sao. Hừ, rẹt. Ha ha ha, người thơ quá đấy. Muốn đánh lén ta thì phải luyện thêm 10 năm nữa con ạ. Câu nói này. Đúng rồi, hồi mình còn sống cùng ba trong rừng rậm. Người thơ quá đấy. Muốn đánh lén thì phải luyện thêm 10 năm nữa con ạ. Úp. Đánh như vậy thì đừng nói đến cọp, mà ngay cả thỏ con cũng chẳng hạ nổi đâu. Ba sẽ ăn gian, chẳng để lộ sơ hở nào hết. Đó là vì con nôn nóng tìm sơ hở của kẻ địch mà quên mất mình sơ hở đấy ra đó.
Vậy phải làm thế nào ạ? Phải vô tâm con ạ. Nhờ vô tâm, con sẽ không còn sơ hở. Lúc đó tự nhiên con sẽ nhìn ra sơ hở của đối phương. Như thế mới phát huy đầy uy lực. Nhưng phải làm thế nào? Kiên trì từ từ rồi con sẽ hiểu thôi mà. Ba. Thế nào? Biết điều thì chịu thua ta đi thôi. Phù phù phù. Xẹt. Phắc. U u u. Hừ. Giai ba làm cái quái gì vậy? Đang tập thiền sao? Cuối cùng thì Mi cũng hiểu rằng chịu thua là tốt nhất hả? Biết điều lắm. Được rồi, ta sẽ giúp cho Mi về cõi cực lạc một cách êm ái. Rẹt. Giai ba, còn không chạy đi. Giai ba. Rẹt. Thiên. Khai nhãn. Rẹt rẹt rẹt. Giai ba, mau chạy đi. Vù. Giai ba. Thiên. Vù vù. Vụt. Vụt. Sao? Kiếm khí phản qua người Giai ba. Hả? Rẹt rẹt. Sao có thể như thế được? Ta không tin. Ờ, luồng kiếm khí lại đi xuyên qua người Giai ba. Vậy thì không phải là ngẫu nhiên rồi, mà là Giai ba đã nắm quá rõ đòn tấn công của đối phương. Sao? Lúc kiếm khí của Onimaru bay tới, Giai ba chỉ khẽ nhích sang một bên để tránh, sau đó lại trở về vị trí cũ ngay. Có điều, nó đã di chuyển với tốc độ siêu tưởng, khiến chúng ta cứ ngỡ là luồng kiếm khí đã xuyên qua người cậu ấy. Giai ba đã tỉnh ngộ ra rồi chăng? Mình cảm nhận được mặt đất, biển, gió, sấm sét, sức nóng, ánh sáng, tất cả mọi nguồn năng lượng trên hành tinh này, tất cả đang chạy vào cơ thể mình thông qua bá vương kiếm. Hả? Ánh sáng gì thế? À, sao thân thể mình đạo được thế này? Phải chăng là do các nguồn năng lượng mà bá vương kiếm hấp thụ được? Hãy trấn tĩnh lại nào. Cái gì? Nó lấy đâu ra nguồn sức mạnh khổng lồ vậy? Không được, mình không khống chế được chúng. Rẹt. Rẹt. Uỳnh. Rẹt rẹt. Rẹt. Tiêu một cái đầu mãng xà rồi. Đây là uy lực thật sự của bá vương kiếm. Không được để năng lượng tản mát ra như vậy, phải tập trung nó lại. Được, thử lại lần nữa xem sao. Hừ, uy lực khủng khiếp đấy, chẳng kém gì ma vương kiếm của ta. Nhưng có điều, sức mạnh ấy vẫn chưa thực sự là của ngươi. Xoẹt. Rẹt. Lần này lại đến lượt Onimaru vận nội công. Luồng sáng này là ma vương bán nguyệt kiếm. Hừ, ta không ngờ Mi lại dùng chiêu đó. Mình hiểu rồi, không phải khống chế sức mạnh mà là tiếp nhận nó, hợp với nó thành một thể thống nhất. Chuẩn bị chết nghe con. Rẹt. Hỡi gió, hỡi sấm sét, cùng tất cả các nguồn năng lượng trên trái đất, hãy đến đây bên ta. Hãy cùng sát cánh chống lại tên ác ma Onimaru. Hay da. Rẹt. Rẹt rẹt. Trường lực của Giai ba xuyên thủng được cả bán nguyệt kiếm. A, à, hãy đầu hàng đi Onimaru. Ngươi không thắng nổi ta đâu. Đừng vội đắc ý. Xoẹt. Rẹt rẹt rẹt. Vụt. Nó tránh được hết ư? Vô ích thôi, ta có thể nhìn rõ từng cử động của ngươi. Thiên. Tới đây là kết thúc rồi Onimaru. Giai ba sẽ thắng. Đây sẽ là đòn cuối cùng. Đòn kết liễu. Rẹt rẹt. Tuyệt chiêu chữ nhất. Kết thúc rồi Onimaru. Đây sẽ là đòn cuối cùng. Đòn kết liễu. Rẹt rẹt. Ồ, chiêu dứt điểm. Rẹt. Hay. Ối a. Rẹt. Sao thế nhỉ? Mình bị chém trúng mà không kịp nhìn thấy gì sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không lẽ đây chính là... Hực. Làm sao ngươi nhìn ra tuyệt kỹ này được? Đây là ma vương nhất tự kiếm. Sao? Nhất tự kiếm? Đúng, đó là tuyệt kỹ mà chỉ có các bậc cao thủ kiếm đạo mới có khả năng sử dụng. Đó là chiêu kiếm chờ cho đối phương tiếp cận mới nhanh tay chém xuống. Nhưng khi đã đạt đến mức thượng thừa thì chỉ cần vung kiếm thôi là có thể hình thành trạng thái chân không, khiến cho đối thủ chưa chạm được vào kiếm của mình đã bị chém trúng, giống như một nhát kiếm phạt ngang vậy. Nhưng lẽ nào Giai ba không thể tránh được? Nếu thế thì có gì để nói. Bất kỳ cao thủ nào khi vung kiếm cũng chỉ xa đến 4-5 thước là cùng, còn Onimaru vung kiếm xa hơn cả 100m một cách dễ dàng. Cao thủ Giai ba có nhìn thấy cũng vô phương tránh được chiêu kiếm nhanh như ánh chớp ấy. Chết tiệt, thế nào Giai ba? Đòn kết liễu của ngươi đâu rồi? Chỉ mỗi chuyện tạo ra uy lực cho kiếm là cũng đủ cho Mi mệt rồi. Vì vậy có thể nói Mi không phải là đối thủ của ta. Ối a, à, he he. Vẫn nhẹ quá hả? Phải trấn tĩnh lại, đừng để bị dao động.
đừng để bị chọc tức. Phải đạt đến trạng thái mô tâm kiếm và ngươi phải hợp thành nhất thể. Thanh kiếm này là một bộ phận của ta, vô tâm. Vô tâm như cây ngàn, đá núi. Hãy loại bỏ Onimaru ra khỏi tâm trí. Hừ, tốt lắm, tới đây nào, tới gần thêm chút nữa. Hay, xẹt, vút, hừ, ồ, không chém tới. Đúng rồi đó, Nhai Ba, hãy giữ đúng cự ly ấy. Nhưng nếu Onimaru tiến sát tới để ra chiêu thì sao? Nhất tự kiếm là phải chờ, và chờ cho đối phương tiến sát vào mới tung kiếm thật mạnh, phát huy tất cả sức mạnh. Đây không phải là tuyệt kỹ tấn công đối thủ. Tuy biết là phải giữ cự ly, nhưng xa thế này thì trưởng lực của mình cũng chẳng chạm đến hắn được. Đành phải mạo hiểm thôi. Mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Đồ ngu, phải chớp lấy khoảng khắc này, nhân lúc hắn còn chưa thu kiếm về. Phải tấn công ngay. Hay, khốn kiếp, hay ya. Rẹt, xẹt, bình huỳnh huỳnh, rầm, ôi, ui ya. Kịch, không xong rồi, thằng Ôn này láo cá quá. Nhanh thật, nhưng lần này thì Mi sẽ không kịp nữa đâu. Xoạt, bộp, rào rào, rẹt. Ồ, cả hai đều không hề nhúc nhích. Không phải không nhúc nhích, mà là không được phép nhúc nhích. Bởi kẻ nào nhúc nhích trước sẽ thua. Hiu hiu hử, thôi đủ rồi. Rằng co thế này mất thời gian quá, hãy xem ta dứt điểm đây. Hỡi mặt trăng, hỡi vũ trụ tăm tối, hãy ban cho ta nguồn năng lượng hủy diệt của ngươi. Hỡi sức mạnh bóng đêm, hãy giúp Onimaru này chiến thắng. Xoẹt, xoẹt, ầm. Trời ơi, tà khí ở đâu ra mà mạnh thế này? Thật không thể tin nổi. Thôi đúng rồi, đây chính là chiêu thức cuối cùng của ma kiếm, có thể làm nổ tung địa cầu. Không, ma vương mãn nguyệt kiếm. Nhai Ba, vĩnh biệt ngươi, xuống địa ngục vui vẻ nhé. Nhai Ba, đừng để hắn đánh chúng. Hay ya, ya, nhận lấy, ầm, uỳnh, rẹt rẹt rẹt, keng, uỳnh, ầm, rẹt. Hay, hả, hay ya, uỳnh, uỳnh, chiêu, rầm rầm rầm, ầm mầm mầm, chiêu, uỳnh. Đã bị chặn đứng ư? Ma vương mãn nguyện kiếm của ta. Phục, ma vương kiếm, quả là thanh ma kiếm đệ nhất thiên hạ. Nếu không có bá vương kiếm, chắc mình tiêu rồi. Rắc, hả? Vậy là tập 22 của bộ truyện Nhai Ba đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trên kênh Alo Chuyện nha. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.